Chào mọi người, em Linh, kênh Đồ Nhật Bái. Em cảm ơn mọi người đã xem video. Bây giờ nay em có ít mặt hàng giới thiệu mọi người tham khảo nha. Mọi người coi cái nào nó công việc mình nó đang cần, hoặc là nó có phù hợp với cái sở thích đó của mình đó, thì mọi người điện thoại hoặc nhắn tin để đặt hàng nha. Số điện thoại em để ngay dưới phần tiêu đề video á. Thì em xin lưu ý mọi người một số vấn đề nha. Thì vấn đề mua hàng nha mọi người, đối với những chú bác anh em mà lần đầu tiên mua hàng bên em á, thì vui lòng đặt cọc cho em cái thẻ cào Viettel 50.000 hoặc là chuyển khoản tùy vào cái điều kiện của mọi người ha. Rồi với những đơn hàng mà từ đủ 500.000 trở lên mà mọi người chuyển khoản á, thì em bao bao phí ship nha. Còn dưới 500 ngàn với lại ship COD thì em không bao phí. Em lưu ý mọi người là khi mọi người nhắn tin chuyển khoản á, thì mọi người vui lòng ghi thêm cái số điện thoại đặt hàng nha, để em biết là của ai. Em lưu sổ để tránh trường hợp bị nhầm lẫn nha. Rồi thêm một vấn đề nữa là vấn đề giữ hàng nha. Em giữ hàng cho mọi người tới 10 giờ sáng ngày mai nha. Và khi đặt hàng đã ok, tức là đặt hàng đã thành công, thì mọi người vui lòng cung cấp cho em địa chỉ nha. Rồi em xin đi mô tả chi tiết cái từng cái sản phẩm luôn. Thì hôm nay em lên video này là video số 101, à 111, 111. Để em tiếp tục bán vít cho mọi người nha. Mũi vít thì hôm nay em về đặt cái mũi vít mới nè. Nói chung là nó cũng gần như là tương tự với lại cái đợt đợt trước ha. Mà đợt này thì nó bao gồm tới 9 10 cây, 10 cây ha. 2 4 6 8 10, 10 mũi. Thì cũng như thường lệ nha mọi người. À, cái này là bộ mũi vít nha, mũi vít A nha. Bộ mũi vít A. Giá cũng là 180 ha. 180. Và bộ mũi vít B thì nó có một bộ duy nhất ha, nó thêm một cái đầu để nối. Để nối đầu đầu vít vô ha. Cái này để xài cho cán vít. Cán vít hoặc là máy bắn vít. Đó, giờ em giới thiệu bộ A trước nha. Thì bộ mũi A này là nó bao gồm là cái mũi này là mũi PH2. Mũi PH2 dài 2 tấc cho mọi người. Cái mũi này thì của thằng NAT. Ha. NAT Sa Băng. PH2 dài 2 tấc cho mọi người. Thì tất cả mũi này đều là mũi mũi mới hết nha mọi người. Rồi một mũi PH3. Mũi PH3 hai đầu. Mũi này nó dài 1 tấc thôi. Mũi này cũng của con nát nè. Rồi một mũi PH2 một đầu. Mũi này thì của thằng Viettel. Mũi này nó dài 1,5 tấc nha mọi người. Cái mũi này nó dài 1,5 tấc nha, một đầu mà qua. Rồi cái cốt nó nhỏ lại chắc cũng cỡ 6 ly ở phần mũi nè, nó nhỏ lại còn khoảng 6 ly rồi. À, 5 phân á, 5 phân nó nhỏ lại. Rồi một mũi PH1 cũng dài 1,5 tấc luôn, một đầu cũng của Viettel luôn mọi người. Đó, PH1 nha. Thì PH1 này cái cốt này nhỏ lại coi chắc còn cỡ 5 ly, dài 5 phân, 5 ly. Rồi một mũi PH1 ngắn. Mũi này thì nó ngắn à. Mũi này nó dài có nó dài cũng 9 phân mọi người. Dài cũng 9 phân nha. Rồi cái phần cốt nó nhỏ lại còn chút xíu. Còn này cái này tầm 4 ly rưỡi quá. Để đút vô mấy cái lỗ hả mọi người, mấy kẹt đó. Rồi một đầu. Rồi một mũi PH0 nè. Mũi PH0 này nó nhỏ xíu xíu à, 3 ly rưỡi.
Thì cái mũi này nó dài được tấc đó mọi người, tấc ha, bởi công mở mấy ngóc nhỏ nhỏ. Rồi hai mũi bán hai một đầu ha. Đây thì của nát nát sa băng này ha. Đó. Mũi này dài có 5 phân nha mọi người. Rồi hai mũi trừ. Hai mũi trừ này nó một mũi là trừ một mũi trừ trừ 5, một mũi trừ 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 6. Một mũi trừ 5, một mũi trừ 6. Nó dài 5 phân. Rồi đó, tổng cộng là 10 mũi nha mọi người, giá 180 thôi, cũng như mọi lần thôi. Rồi hôm nay thì em có thêm cho một mũi trừ nữa đó. Đó. 10 mũi 180.000. Và có một bộ, bộ này là bộ B nha. Ha, thì nó thêm một cái đầu để gắn vô máy bắn vít hoặc là gắn vô cái cán vít ha, cái cán vít để mình thay mũi. Có những cái công việc mình cần phải thay mũi thường xuyên á thì mình chỉ cần gắn cái đầu này vô thôi, rồi mình thay mũi ở trên đầu này, không cần phải tháo ra tháo vô mất công ha. Một bộ duy nhất giá 200.000 là bộ B nha mọi người. Rồi tới combo vít nha mọi người. Mã số nó là 1102, giá 350. Thì cái bộ này nó bao gồm 5 cây vít ha, 5 cây vít và một cây thử điện bao sóng. Cây thử điện này của Vietcell nha mọi người. Vietcell ha. Thì cái đầu theo của nó là đầu PH1 bao sóng nha mọi người. Rồi. Rồi 5 cây vít này thì nó một cây PH3 nè. Vẫn là một cây PH3 ha. Cây PH3 này của Vietcell. Nó có cả đầu đóng luôn nha mọi người, Vietcell đây. Ha. Thì cái cây này á nó dài cũng khoảng 2 tấc rưỡi. 2 tấc tư rồi mọi người. 2 tấc tư rồi ha. Thì cái mũi nó dài được tấc 2. Đó, thì mũi này là mũi cây cây PH3 nha mọi người. Ha, cây PH3. Cạnh kiết rồi còn rất là đều đặn ha. Thân thân vít thì còn sáng. Cán vít thì cũng còn đẹp. Này cao su mềm mọi người, cầm rất là êm tay nha. Rồi một hai cây. Rồi giới thiệu cây trừ trước đi. Cây vít trừ. Vít trừ này cái đầu trừ thì nó còn vuông góc nha mọi người. Thân mũi của nó thì cũng còn sáng, cây này của đen xanh, cây hồ lô nha. Cán thì đẹp, bị chốc. Chốc chút xíu đó. Đen xanh nha mọi người. Cây này thì cái mũi nó dài được cũng tấc 2 mọi người. Tấc 2 à. Rồi nó dài nguyên cây là 2 tấc 4, hơn 2 tấc 4. Nói chung là cũng khá dài. Rồi một cây hồ lô BH2 của Vietcell. BH2 nha mọi người. Đây mũi đó ha. Cạnh kiết còn ok nha. Nói chung là vít cũ đã qua, người ta đã xài qua thì dĩ nhiên, đương nhiên là nó có tình trạng là bị hao mòn ha, hoặc là nó có chốc xi bị cấn đồ này kia đó. Thì em cố gắng em lấy những cái cây mà nó còn xài khá tốt cho mọi người xài ha. Thì vỏ nó liền lạc hết nha. Cây này thì cái mũi nó cũng tấc rưỡi mọi người. Mũi tấc rưỡi, dài 2 tấc rưỡi nha. Rồi một cây PH1 ngắn. À, một cây PH2 ngắn. Nha mọi người coi mũi nữa ha. Cạnh còn rất là dày nha. Thân mũi cũng còn sáng đẹp. Thì cây này cái mũi nó được tấc, nó dài là được 2 tấc. Sao nha mọi người, sao giá băng không nha, chữ giá băng nhỏ xíu đây nè.
nè, cá còn đẹp. Và cuối cùng là một cây pH 1 cũng hồ lô vệt sao luôn ha, vệt sao ha, đó, hồ lô vệt sao. pH 1 này thì cái mũi nó cũng hơi nhâm nhâm li ti, pH 1 mà bỏ thêm cho có để mọi người xài ha, dặn tốt ha. pH 1 thì cái lực dặn mình không cần lực dặn mạnh ha, nhưng cái mũi này cũng khá ok rồi, thân mũi thì cũng ok ha. Đây cán nè, cán thì có hơi bị sậm sậm màu thôi chứ không có vấn đề gì. Cây này thì cái mũi nó được tấc, nó dài được tấc 8 rồi đó. Như mọi người 5 cây với lại một cây vít thử điện cũng như 6 cây ha, 1102, giá 350. Rồi 1103 cũng là một cái bộ vít cũng giá 350. Thì bộ này nó chỉ có 5 cây thôi, 4 cây vít với lại một cây vít thử điện. Cái vít thử điện này của Vietcell bao sóng, hai bạch xeo nè mọi người đó. Mũi này thì nó mũi trừ, trừ này chắc trừ 6 mọi người. Rồi rồi một cây pH 3, một cây pH 3, cây này của xanh lát, xanh lát nha. Cây này thì còn đẹp, thân mũi còn sáng đẹp mới giống như là chưa xài luôn á, cán cũng còn đẹp, còn liền lạc hết nha mọi người, không bị cấn luôn nha. Cây này mũi dài 1,5 tấc, nó dài nguyên cây là được 2 tấc, gần 2,8 tấc nha. pH 3. Rồi một cây pH 2. pH 2 này thì cái này là cái kiểu dáng này của Mỹ, nói chung là cái này là cái bằng sáng chế của Mỹ, USA nè mọi người. À, đa số bằng sáng chế là USA nè, nhưng mà cái cây này là của Nhật nha mọi người. Tại vì em thấy đây có để chữ Japan đây nè, ngay mũi nè, mũi có để chữ Japan này nha, chứ không thì em cũng nghĩ là của Mỹ, tại vì thấy USA tùm lum hết. Thì cây này là cây BH2 nha mọi người. À, mũi đó còn rất đẹp. Thì cây này cái mũi nó dài là 1 tấc, 1 tấc, cho 1,5 tấc đi, nó dài nguyên cây là 2,6 tấc nha. Thân mũi còn đẹp, nước si cái mạ cái màu giống như là màu đồng đó mọi người. Rồi cán thì ở trong là cán nhựa trong, ở ngoài là thêm một lớp cao su, một cái vỏ cao su ở ngoài nữa ha, còn liền lạc hết. Cái hãng đó nè mọi người, Lenton gì nè, INC nè đó. Rồi rồi một cây BH2 ngắn của Vietcell này thì cái vỏ nó, cái cán nó bị móc móc bị chạy chụa mọi người, cái mũi nó cũng còn khá nha. Rồi, thân mũi nó còn sáng đẹp, có cán thì nó bị móc móc thôi ha. Thì sao cây này thì cái mũi đừng tấc rồi, nó dài là được có 2 tấc, pH 2 nha mọi người. Rồi một cái cây, cây này thì nó là vít 2 đầu, cây trừ, một đầu trừ với lại một đầu pH 1 ha. Cái thằng này thì nó của thằng nào em không biết, nhưng mà nó chỉ để là made in Japan thôi ha. Còn cái tên liền này thì giống như xanh lát nhé, chắc nó in rồi nó bay mất hết rồi đó. Cán còn đẹp nha mọi người, 2 đầu nha, tức là một cây này là nó thành 2 cây, một cây trừ với lại một cây BH1 đó, nó thành 2 trong 1 á. Thì này mình gắn mũi nó vô thì nó còn đựng tấc chín, những phần mũi nó đựng tấc nè,
rồi đó, nó bao nhiêu đó mọi người, nó bốn cây này cũng như 5 cây rồi, rồi cây này nướng như 6 rồi, tính ra cũng bằng như là cái bộ đó đó. Rồi 1103 giá 350 luôn nha. Cái cặp này không có mã, bỏ ra đi. Rồi 1104 giá 150 là cái hộp vít mini. Hộp vít mini này của Nhật nha mọi người. Đó. Này thì như cũng có xài 1-2 cây gì đó, còn đẹp lắm. Thì nó bao gồm 8 mũi nữa ha. 8 mũi thì trong đó nó có 4 mũi cộng nha, 4 mũi cộng, 3 mũi trừ và 1 mũi nhọn. Thì 4 mũi cộng này thì chắc là cộng 0, cộng 1, cộng 0, cộng 0, 0, cộng 0, cộng 1, cộng 2. Tức là cái mũi nhỏ xíu này là 0, 0 nha mọi người, chứ không phải mũi 0 đâu nha. Nhỏ xíu xíu luôn á. Là mũi 0, 0 á. Rồi mũi 0, mũi 1, mũi 2. Rồi trừ. Trừ thì trừ này chắc quá nhỏ rồi, trừ 2, trừ trừ 1,5 gì đó. Này chắc trừ 1,5. Trừ 1,5 rồi này trừ 2 nè. Trừ 2,5, có cái mũi trừ 2 này nó có xài nè mọi người. Hình như chỉ có một mũi này xài thôi. Rồi mũi này là mũi trừ trừ này trừ 6 lần. Nha. Đó, hình dạng nó như vậy đây. Cây vít nhỏ này thì nó dài 9 phân mọi người. Khi mình tra vô cán vít á thì nó còn được nó dài được 1 tấc 3. Nha. Toàn bộ này là một bộ zin của nó nha mọi người, không lai nha. Zin của nó nha. Là toàn bộ nó có in chữ Japan ở trên thân cây vít con hết nha mọi người. Ha, có in chữ Japan luôn nha, có đổ chữ Japan luôn nha. Rồi trên cán thì có chữ Made in Japan luôn nha. Đó. Thì cán này mình có thể gắn ở đây nè mọi người, có thể gắn hai vị trí ha. Này mình dặn về thì cái lực nó mạnh hơn ha. Đó. Rồi hoặc là mình có thể gắn ở đây. Tùy vào cái hoàn cảnh nha. Nó nhựa trong, cái vít con này nó là nhựa trong mọi người, đẹp. Nhìn rất đẹp nha. Đó. Đó, nó vậy đó. Rồi, 1104 giá 150. Rồi tới 1105 là cái bộ cờ lê nha. Bộ cờ lê hai dòng. Thì cũng vậy thôi, giá 400 ngàn. Thì bộ này nó cũng từ số 8 nha mọi người. Số 8 nha. Cái cây này thì nó một số một à, hai đầu số 8 hết. Cây này cũng KTC nha. Cây này còn đẹp, lục giác. Ha. Cây số 8. Rồi cây số 10, 12. 10, 12. 10, 12 cũng tốt. Ha, hàng zip nha. Ngoại hình cũng còn tương đối đẹp. Rồi răng rồi cũng còn khá đẹp. 10, 12. Rồi tới cây 13, 17. 13, 17. Thì cái này của con D, đai D gì đó mọi người. 17 ha. Đầu này 13. 13 nè. Strum vanadium. Cái này thì còn đẹp. 13, 17 nó còn đẹp nha. Đó. Rồi cây 14, 17. 14. 14, 17. Chrome Vanadium cũng còn đẹp. Cái này có tốt. Tốt nha mọi người. Đó, hàng zip nha. Cái này cũng còn khá đẹp. Đó.
Dạ, cuối cùng là cây 19-21 của KTC. 19-21 KTC Unlogistyle ha. Cái này thì răng thì ok nhưng mà có bị chốc xi. Đó, có bị chốc xi nha mọi người. Mình nhìn chung còn khá đẹp. 19-21 ha. Đó, cái bộ này nó tương đối đủ cho mọi người xài gia đình hoặc là sửa chữa lặt vặt ha, xe máy móc đồ, xe máy xe đạp đồ ha. Rồi 1105 giá 400 ngàn. Giờ qua cưa mọi người, 1106 ha. Là cái combo cưa nè. 3 cây. 1106 giá 200 ngàn. 3 cây, một cây cưa gốc, một cây cưa mini và một cây cưa cái này kêu bằng lá gì em cũng không biết luôn. Rồi cây nhỏ lên trước đi. Cây nhỏ này nhỏ xíu một xíu mọi người. Cưa trong gốc kẹt rồi. Không có tên tuổi gì hết đó. Cây này thường thường nó nằm trong mấy cái hộp đồ nghề á mọi người. Thì cái này cái lưỡi nó cũng được tấc đó mọi người, nó dài cũng được tấc rưỡi nha. Nha. Tình trạng này răng rồi còn y xì nha, không bị gãy không bị ấy giờ còn bén nha, khá bén nha. Rồi một cây cưa gấp. Cưa gấp này là lưỡi 2 tấc 1, lưỡi 2 tấc 1 dài nguyên cây chắc 4 tấc, gần 4 tấc 9 mọi người. Nghe cây này đẹp cán nè, cái gỗ này không biết nó cái vân này vân thiệt hay là vân giả, nhìn đẹp lắm. Hàng zip luôn nha mọi người, hàng zip luôn nha. Đó, chữ nè, vân này rất là đẹp. Lưỡi thì còn ok. Răng không bị gãy nha mọi người. Giá dính đây. Giá mình tính bán lẻ nên mình nó là 150 nè mọi người. Tính bán lẻ một mình nó lên cây này là 150. Rồi 2 cây. Rồi tới một cây này. Cây này cái răng nó lưỡi nó như là mọi người dày lắm, rất là dày nha. Rất là dày luôn á, lưỡi nó cực kỳ dày luôn á. Lưỡi này nó dày nhiêu. Nó dạng ly rưỡi á mọi người. Lưỡi cưa mà dạng ly rưỡi cứng ngắc. Cái răng nó như vậy nè. Dài lắm, cây này dài lắm nha. Mũi 3 mũi. Cái này cái lưỡi nó không là nó dài tới 2 tấc 2 tấc 6, ở dài nguyên cây tới gần 4 tấc mọi người nha. Cây này thì có chữ Nhật mà không thấy in thôi à, chắc cũng có Nhật in cái nó bay hết rồi. Rồi đó mọi người, 3 cây này á, giá cực kỳ rẻ luôn nha, có 200 ngàn à. Nó 1106 giá 200 ngàn. 1107 2 cây giá 220. 2 cưa gấp không nha mọi người. Cây lưỡi 2 tấc 1, cây ngắn này trước đi. Cây ngắn này đẹp, lưỡi 2 tấc, lưỡi tấc chín à, tấc chín như dài nguyên cây là 4 tấc 3 đi. Đó, cây này lưỡi nó còn khá sáng, lưỡi nó dạng vậy mọi người. Ha, lưỡi nó dạng vậy đây. Đó, lưỡi nó dạng gì đó. Cán sơn quy u.
Cái còn liền lạc. Rồi, rồi một cây cái này. Cái này thì đây có tên nữa nè. Chữ gì em cũng không biết nữa. Cái này thì răng nó răng hơi nhuyễn hơn chút. Răng nó còn rất bén nha mọi người. Cái này lưỡi 2 tấc mốt nè. Nó lưỡi 2 tấc mốt và nó dài nguyên cây chắc cũng 4 tấc 7 quá, 4 tấc 8. 4 tấc 8. Đó, lưỡi thì đó. Oxy quá sậm sậm nha mọi người. Còn cực kỳ bén nha. Gấp. Rồi hai cây này 1107 giá 220. 1108. Hai cây này giá 200. Giờ em tặng thêm một cái vỏ lưỡi cưa nha mọi người. Vũ này chưa có xài nha, mà hàng bãi nghe nó bị vậy nha. Vũ này lớn nha, vũ này bán một mình nó là 100.000 một cây á. Thì hai cái này một cây gấp và một cây lá liễu. Cây gấp này thì nó ngắn mọi người. Cây gấp này thì cái lưỡi nó tấc 8 mà nó dài nguyên cây 4 tấc 2. Cái này lưỡi nó sáng đẹp ha, răng này còn ok. Gãy là em bỏ liền ha. Vỏ này còn vỏ à, quên nữa, cái này là cái vỏ nó bị nứt nha mọi người nè. Nó, mọi người thấy cái lằn nứt không ha, nó nứt dài dài tới đây đó, nhưng mà không có nứt tới đuôi nha, nó chỉ nứt từ cái chốt nè, cái búp này nè, nó có lằn nứt nè, dài dài tới đây nè đó, nứt chứ không có vấn đề gì hết. Tại em thấy nó còn đẹp, em lấy về cho mọi người. Như vậy em cũng bán rẻ cho mọi người nữa. Rồi một cây lá liễu. Cây lá liễu này thì cây nào là Made in Japan nè. Một cái chữ nó màu vàng mọi người khó thấy lắm. Đây nè, ha, Made in Japan nè. Cây lá liễu này thì ngắn. Lá liễu này cái lưỡi nó có tấc 2 à, để dài nguyên cây được tấc 6. Cán cao su mềm, lưỡi còn rất là bén. Ha. Đó, ngoại hình ở đây cầm rất là êm tay nha. Đó hai cây. Rồi một cái cây dũa này. Cái cây dũa này là cái lưỡi dũa nó chắc tấc rưỡi quá. Cái lưỡi dũa nó tấc 2, nó dài nguyên cây tấc 7. Rồi cái bề bản của nó là được 2 phân rưỡi. Đó, dũa lưỡi cưa mọi người. Nha. Dũa này mà bán riêng nó là ít gì khoảng 100.000 cây. Đó mà em bán chung luôn là đó. Combo này chỉ có 200 ngàn thôi. 1108 200 ngàn. chín tiếp tục là một cây cưa. Cưa gấp. Giá 200 ngàn. Cưa gấp này là kiểu Mỹ nha mọi người. Tức là cái kiểu thiết kế của Mỹ á. US bát nữa ha. Đó. Cán câu cán này là cán cán nhựa nha mọi người, cán nhựa nha. Như toàn bộ là cái cán bằng nhựa nha. Nha. Này lưỡi lưỡi 2 tấc mốt. Lưỡi 2 tấc. Dài nguyên cây là 4 tấc 8. Dạng lưỡi nó đây, lưỡi nó thì cũng có bị oxy hóa nha, mà lưỡi còn rất bén nha mọi người ha. Cán nó còn liền lạc hết, đây cao su mềm. Ha. Chốt gà mình gặp lại nó cũng gài luôn nha mọi người, gặp lại không mở ra được nha, phải bấm bấm nút này mới mở ra được nha. Đó, chứ mình gấp lại rồi thì mình kéo nó không ra nha, mọi người đừng kéo nha, cố kéo nó gãy á. Mình phải bấm nút này nữa, bấm nút này mới mở ra, mở lưỡi ra được nha. Rồi rồi tới chừng gấp lại cũng phải bấm nút này ha. Rồi 1109 giá 200 ngàn.
1110. Cái cửa lọng, cửa lọng dạng vậy mọi người. Cửa lọng này, cái lưỡi nó là lưỡi, lưỡi này là lưỡi tấc rưỡi nha mọi người, lưỡi tấc rưỡi ha. Rồi cái khoảng cung này nó là cũng gần tấc rưỡi nè, gần tấc rưỡi ha. Đó, rồi nó dài nguyên cán luôn thì nó dài 2 tấc 7, gần 2 tấc 8. Thân bằng nhôm ha, nhôm. Rồi cái này ốp cao su mềm, cái này của Hàn Quốc nha mọi người, made in Korea nha. Đó, thì lưỡi nó vậy đây ha, tăng đưa lưỡi nè. Lưỡi này họ cha lưỡi ngược em để về luôn nha, em muốn sửa lại, về tháo ra mọi người, tháo ra sửa lại ha. Rồi cái này 1110 giá 200.000, tặng kèm thêm 2 lưỡi nữa, tặng kèm thêm 2 lưỡi rời nữa nha, tức là tổng cộng là 3 lưỡi nha mọi người ha, 3 lưỡi cưa lọng nha, 1110 giá 200.000. Rồi 1111, 4 con số 1, mã đẹp ghê luôn, 4 con số 1, giá 150 là cây cưa sắt, cây này của ONS nha mọi người. Đó, ONS đó. Đó, giá 150 cây cưa sắt. Cái thân thì mã còn đẹp, cái cung nè, cung này còn đẹp ha, sáng đẹp. Đó, cán này cán gỗ, này có giá đây nè mọi người, giá gì nè, còn giá siêu thị nè, cán còn liên lạc hết á, ngoại hình nói chung ngoại hình còn đẹp. Đó, cái lưỡi này lưỡi 2 tấc 6 nha mọi người, lưỡi thông dụng của mình nha ha. Cái bản này dày, mấy cây ONS em bán nhiều rồi, dày lắm. Về 5,5 ly, về 5,5 ly mọi người. Rồi 1111 giá 150, có 2 cây, 1112 cũng 150, cũng một hiệu luôn mọi người nha, ngoại hình cũng tương đối như nhau thôi, 1112 cũng 150 luôn, bao nét luôn ha. Đó, y chang nhau thôi, cán cũng vậy, liền lạc hết á. Rồi 1112 giá 150 luôn, 2 cây sắt. Rồi tới 1113, 1113 là 2 cái bào này, giá 280.000, là một cái bào cạnh với lại một cái bào bào gỗ. Bào này là lưỡi, là lưỡi là nhiêu không biết, cái này lưỡi của nó là lưỡi này lưỡi 4 phân nha mọi người, là em đo cái mặt phát của lưỡi nha, lưỡi 4 phân. Rồi cái cây bào này thì nó dài 2 tấc 3 ha, ngang thì 6 phân, cao thì 3 phân. Cái gỗ này, cái gỗ gì mà nhìn rất là lạ mọi người, là mọi người nhìn những cái sớ ngang này nè ha, những cái sớ ngang nè, cái gỗ gì mà nó có những cái sớ ngang này nè mọi người, đó, khúc 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 vậy đó, nhìn rất là lạ nha, rất là nặng luôn nha. Còn bên hông nữa nè, gỗ nó nhìn nè, mọi người nhìn thấy sớ nè, đó, sớ trắng, sớ trắng, sớ trắng, không biết gỗ gì nữa. Gỗ này chắc cũng đặc biệt lắm đây ha. Đây lưỡi nè, lưỡi này nhìn rất đẹp, chập chữ chìm, rồi cái mặt lưỡi thì nó nhám 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 nhám, lưỡi này cũng có xài, cũng có xài. Cái này giá cũ 250, bỏ đi.
Cái lưỡi thì nó còn khá đẹp nha mọi người, nhưng mà về mọi người cũng phải mài lại nha, cũng có nhâm li ti thôi, nhâm li ti thôi, về mọi người mài lại ha. Rồi với lại một cái cây, bào, cốc. Bào này là để bào nó vậy nè mọi người, nó bào kiểu như bào cái gờ á, nó xài lưỡi dao gọt giấy nha ha, nó xài lưỡi, dao gọt giấy của mình á, mở ra ha, rồi mình gắn vô, mở cái chốt này ra nè, mình gắn vô ha, rồi dặn lại thôi, chỉnh thôi. Thì cái rãnh này, chắc rãnh này là rãnh, hai phân mọi người, rãnh hai phân. Thì cái cây bào này nó dài, tấc tư, nó cao 2,5 phân, rồi bề ngang của nó là 5 phân, 5,5 phân đó. Cái rãnh của nó là rãnh 2 phân mọi người, cái rãnh này 2 phân nha. Ở cái gờ, 2 phân nha. Để em lấy, em tặng thêm cho mọi người hai cái lưỡi dao gọc giấy Nhật nha. Logo của em cũng quên lấy. Cái này còn mới nha mọi người. Giá đó nè, gần 1.000 yên nha. Cái cây này 1.000 yên là 200 mấy á. Đó. Đó rồi, hai cái này đó. Cái bào này với lại cái bào nhỏ này đó, 1113 giá 208. Rồi 1114 cũng là hai cái luôn, cũng là một cái bào, này bào lớn. Với lại một cái lấy dấu. Một cái lấy dấu á. Rồi 1114 giá 307. Bào này bào lớn nha mọi người. Nha. Bào này lưỡi, lớn nha. Lưỡi 5 phân nha mọi người. Cái lưỡi cũng còn đẹp nha. Nhâm li ti thôi, nhâm li ti thôi. Đó. Đó cái mặt. Ở trên này cũng vậy nè. Có chữ nè. Cây này còn khá mới. Cây này nặng, ghê hồn. Cây này nó dài, 2,6 tấc mọi người. Bề rộng nó là 7,5 phân. Bề cao thì nó 3,5 phân. Nha. Nặng ghê hồn luôn á. Còn khá mới nha. Rồi. Cái cây lấy dấu này. Cái cây này lấy dấu này, chú bác anh em bên thợ mộc biết nha. Đó, nó lấy dấu nó có hai lưỡi nha mọi người. Hai lưỡi nha. Lưỡi trong, lưỡi ngoài ha. Này mấy chú bác anh em bên thợ mộc thì rành rồi. Cây lấy dấu nè. Dính rồi. Đó nó hai lưỡi nè. Hai lưỡi này ha. Thì em chỉ giới thiệu sơ sơ thôi nha. Rồi mọi người trong nghề thì biết ha. Đó. Nó hai lưỡi như đó, rồi mình cặp, cho vật liệu mình kéo ha, kéo để mình lấy dấu, lấy dấu ha. Mình muốn cái khoảng này lớn nhỏ gì mình chỉnh nha. Đó. Đó, cái chuồng này bằng đồng nè mọi người. Cái này cũng bằng đồng ha. Còn hai cái lưỡi này thì dĩ nhiên bằng thép rồi. Nó có gạch chia cái đơn vị luôn ha. Thì để coi, em lấy maximum nó thử coi nó lấy được cỡ nhiêu. Nó cặp cho được 6,5 phân nha mọi người. Đó. Tức là từ cái mép mà vô trong là nó được 6,5 phân nha. Đó. Vậy đó. Hai lưỡi nha mọi người. Đó. Cây này thì ngắn à, ngắn ngủn à, chừng tấc cái gì. 9 phân à. 9 phân à. Cao thì cũng được gần 5 phân. Rồi nó cái bề dày nó gần 2 phân. Mấy cây lấy dấu.
còn tem nhãn luôn mưa. Cây cặp lấy dấu. Rồi. 1114 là hai sản phẩm này ha, giá 370.000đ. Rồi thôi em tạm ngưng. Em tiếp tục lên thêm một video nữa mọi người. Đồ cũng còn khá nhiều nha. Kèm. Ha. Rồi mọi người tôi đón xem phần 2 luôn nha. Em cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người.